Cùng với xã đảo Tiền Hải, Đầm Đông Hồ là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của thành phố Hà Tiên. Hiện có khoảng 30 hộ dân ở đây chung tay thực hiện đề án. Mỗi người chơi là chủ, vừa là những hướng dẫn viên thực thụ. Cái này không biết đang đương được đâu, khó lắm, nó bẻ bắt đầu xéo mẹ một bên nè. Ngày chầm lá thì mình nhìn những cái tấm lá thì nhìn nó đơn giản, nhưng mà thật ra thì nó qua rất là nhiều công đoạn và mình biết được là mình phải trân trọng những cái giá trị của cuộc sống. Nếu như trước năm 2000, Đầm Đông Hồ được mệnh danh là một nơi không điện, không đường, không trường, không trạm, thì nay đã khác. Với sự đầu tư hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết hợp với điều kiện tự nhiên sẵn có để giúp cho bà con phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Mỗi năm, hai điểm du lịch cộng đồng của Hà Tiên đón hàng trăm ngàn lượt khách. Từ nguồn thu của hoạt động này đã giúp cải thiện đời sống người dân. Riêng tại Đầm Đông Hồ, năm 2014, địa phương có 240 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10%, thì đến nay đã giảm xuống chỉ còn 1,5%. Thành phố cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con tham gia các đề án vay vốn để phát triển cái nghề truyền thống, cũng như là phát triển cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, phương tiện vận chuyển cho khách tham quan du lịch đến với các điểm du lịch cộng đồng. Mới đây, đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 vừa được phê duyệt. Hơn 30 tỷ đồng được dành để đầu tư cho mô hình này. Nhiều bước đi cụ thể đã được tính đến để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Địa phương đã có tập trung về cơ sở hạ tầng và đang từng bước là xây dựng những cái nền tảng tại từng địa phương để phát triển được cái bản sắc của từng địa phương, cái sản phẩm của từng địa phương. Cũng theo đề án này, Kiên Giang sẽ có 10 điểm du lịch cộng đồng với mức độ hài lòng từ trung bình trở lên vào năm 2030. Trong đó, đề cao vai trò chủ thể của mỗi người dân, mục tiêu là từng bước thay đổi tư duy và chia sẻ lợi ích.